Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là hướng dẫn mọi người là tham gia vào cái sự kiện của OmniSwap. Thì hiện tại thì OmniSwap nó có sự kiện đó là gọi là OAT Christmas ở vòng 1 nha. Thì về cái nhiệm vụ này thì nó cũng vừa mới ra mắt khoảng 3 giờ trước thôi. Thì khi mà anh em tham gia vào cái nhiệm vụ này thì anh em sẽ được là cờ làm cái con OAT là OmniSwap Christmas batch 1 này nha các bạn. Thì cái sự kiện này nó sẽ diễn ra cho đến hết ngày 26 nha các bạn. Ngày 26 tháng 12 nó sẽ kết thúc nha. Thì về cái nhiệm vụ này thì nó cũng như những cái nhiệm vụ ở trước chúng ta làm thôi nha. Thì trước đây thì về trước đây mình cũng đã hướng dẫn mọi người đó là cờ làm những cái OAT, bốn cái OAT của nó rồi nhá. Chúng ta lại đã claim hết những bốn cái OAT rồi, thì hiện tại nó ra thêm cái OAT đó là Christmas Batch 1 OAT mới nha các bạn. Thì trên kênh của mình cũng đã hướng dẫn claim các con OAT đó hết rồi nha. Ok, thì đối với cái OAT này thì cái nhiệm vụ nó là gì, thì cái nhiệm vụ nó cũng tương tự như cũ thôi thôi các bạn. Thì nó yêu cầu các bạn đó là cái nhiệm vụ là Brave. Thì đối với cái nhiệm vụ Brave này nó cũng tương tự như là cái nhiệm vụ vừa rồi thôi. Đó là nó yêu cầu các bạn đó là Brave giữa các chuỗi EVM với nhau. Có nghĩa là các bạn chuyển tài sản từ mạng lưới này sang mạng lưới khác ấy nha. Thì trên chuỗi EVM. Và cái Brave thứ hai, cái nhiệm vụ thứ hai đó là các bạn đó là Brave tài sản từ chuỗi EVM sang mạng lưới Aptos nha. Đó, thì nó chỉ có hai nhiệm vụ đó thôi. Còn nhiệm vụ từ Twitter đó là anh em chỉ cần là vote từ Twitter lại là xong thôi nhé. Thì để làm hai cái nhiệm vụ này đó là EVM với lại là Aptos thì mọi người là vào cái link giao thức của họ nhé. Thì cái giao thức của họ đó là app.omnibtc.finance. Thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn hết rồi. Thì trên giao thức của họ thì mọi người connect với thôi nhé. Mọi người nhấn vào nút là connect wallet này. Sau đó mọi người connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn. Ok, sau đó thì mọi người tiếp tục là connect vào lại cái ví Aptos của mọi người nha. Thì ví Aptos mọi người đang dùng cái ví nào? Ví Bontem hay là ví Matison hoặc là ví Petra thì mọi người là chọn cái ví đó mọi người connect nha. Thì ở đây mình sẽ connect vào lại cái ví Petra. Pro này. Ok, thì sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn thôi, các bạn tắt đi. Thì tiếp theo đó thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta đó là Brave giữa các chuỗi EVM với nhau. Thì chuỗi EVM có nghĩa là những cái chuỗi EVM có nghĩa là những cái mạng lưới như là Polygon, Ethereum hoặc là BNB Chain hoặc là Avalanche hoặc là Polygon hoặc là Arbitrum nha các bạn. Thì đó đó là những chuỗi EVM. Thì bây giờ chúng ta thì chỉ cần là chuyển đổi chuỗi EVM thôi. Thì đối với bạn nào mà đang có tài sản trên mạng lưới là BNB Chain hoặc là Avalanche hoặc là Polygon hoặc là Arbitrum gì đấy thì các bạn chọn thôi nhé, hoặc là Optimism thì các bạn chọn thôi. Thì hiện tại mình đang có tài sản ở trên mạng lưới Polygon đây, ở bên Arbitrum đây, thì mình sẽ chọn là Arbitrum nhé. Thì đối với mọi người là Brave từ mạng lưới nào thì trên ví của các bạn phải chuyển đổi sang cái mạng lưới đó nhé. Thì ở đây mình chuyển đổi từ mạng lưới Arbitrum thì mình sẽ ở trên ví MetaMask của mình sẽ chuyển đổi sang mạng lưới là Arbitrum. Chuyển mạng này. Ok, mình sẽ chọn là Arbitrum này. Và cái chuỗi EVM tiếp theo là để nhận ấy thì các bạn chọn là các bạn muốn chuyển đổi sang cái mạng lưới nào, thì bây giờ các bạn chọn cái mạng lưới đó thôi. Thì ở đây mình sẽ chọn là Optimism nhé. Mình sẽ chọn là Optimism đấy. Thì đây là những cái chuỗi EVM. Thì ở đây thì các bạn muốn Brave là bao nhiêu, thì ở đây thì các bạn có thể là chọn tài sản nhé. Các bạn chọn tài sản ở bên mạng lưới Arbitrum này đầu tiên này. Thì các bạn đang có ETH thì có thể là chọn là ETH, còn các bạn đang muốn Brave những cái tài sản nào thì các bạn có thể là chọn những cái tài sản đó nhé. Thì ở đây mình sẽ Brave bằng ETH đây. Còn ở bên Optimism mình muốn nhận lại cái gì thì các bạn ở dưới đây thì các bạn chọn lại cái đó thôi. Thì bên Optimism mình cũng sẽ chọn lại là nhận bằng ETH luôn nha. Ok, thì ở đây mình sẽ Brave khoảng là 0,001 thử được không nhé. Ok, có cầu nha các bạn, 0,001 có cầu nha. Thì 0,001 là khoảng là ấy thôi. Khoảng là hình như là khoảng là 1 đô thôi nhé. 1 đô cũng có cầu này. Thì phí giao dịch cũng khá là rẻ thôi. Phí giao dịch khoảng là 0,6 đô nha các bạn. Đối với là từ mạng lưới Arbitrum.
sang Optimism phí khoảng là 0,6 đô này nhé. Cái cầu đầu tiên nó lựa chọn cho chúng ta đó là cái cầu đầu tiên này, là price khoảng là 36 giây thôi nhé, cũng khá là nhanh rồi đấy. Ok, bây giờ mình sẽ price 0,003 đây. Ok, thì sau khi các bạn điền số lượng price xong thì ở bên chọn cầu này thì các bạn chọn cầu thôi nhé, thì nó sẽ chọn sẵn cho các bạn rồi nhé. Thì nó sẽ tự động chọn là những cái cây những cái bull thanh khoản tốt nhất cho các bạn và nhanh nhất cho các bạn nhé, thì nó sẽ tự chọn cho các bạn thôi. Thì sau đó thì các bạn tiếp tục là nhấn vào nút swap thôi, sau đó các bạn nhấn vào nút là confirm swap, rồi các bạn xác thực ở trên ví thôi nhé, xác thực trả trả một ít phí bên mạng lưới Arbitrum thôi, thì phí cũng khá là rẻ thôi các bạn, khoảng là 0,2 đô thôi. Xác nhận này, xác nhận trả phí này. Ok, thì sau khi các bạn xác nhận xong thì các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận và cái giao dịch của các bạn nó xác nhận xong thì bên mạng lưới Optimism của các bạn sẽ nhận lại ETH thôi nha. Ok, thì sau khi các bạn hoàn thành xong thì các bạn đợi 24 giờ nha. Nó yêu cầu đó là data sẽ update trong vòng 24 giờ nha. Thì sau 24 giờ các bạn vào đây, các bạn chỉ cần nhấn vào nút là verify thôi, thì nó sẽ tự động xác nhận cho các bạn rồi, các bạn chỉ cần là claim để update này về thôi nha. Ok, thì đó là đối với là price giữa các chuỗi EVM với nhau, và cái nhiệm vụ tiếp theo đó là nó yêu cầu chúng ta đó là price từ chuỗi EVM sang mạng lưới Aptos. Ok, thì các bạn quay trở lại với cái giao thức đây, cái giao thức Omni BTC này, thì bây giờ nó yêu cầu chúng ta là chuyển đổi sang mạng lưới Aptos, thì từ chuỗi EVM sang mạng lưới Aptos. Thì ở phần forum này này, thì ở phần forum này này thì các bạn chọn chuỗi EVM thôi, thì các bạn đang có tài sản trên chuỗi EVM nào thì bây giờ các bạn chọn lại thôi. Thì ở đây mình sẽ chọn lại là chọn là mình để là Arbitrum luôn đi. Sau đó thì ở bên phần này, ở phần tool này thì các bạn chọn cho mình đó là Aptos nha. Đấy, thì sau đó thì các bạn chọn tài sản thôi, thì ở bên Arbitrum các bạn muốn chọn tài sản gì thì các bạn chọn lại tài sản đó thôi. Thì ở đây mình sẽ để là ETH nha. Ok, còn ở dưới, còn ở bên Aptos, còn bên mạng lưới Aptos các bạn muốn nhận lại cái đồng gì thì bây giờ các bạn chọn lại cái đồng đó thôi. Thì ở đây mình sẽ chọn đó là ABT luôn nha, mình sẽ chọn đồng lại mình sẽ nhận lại là ABT luôn. Hoặc là bạn nào mà muốn nhận ETH bên WETH ở bên Aptos ấy, thì các bạn có thể là chọn là WETH nha. Thì đối với bạn nào mà bên mạng lưới Aptos mà các bạn chưa đăng ký contract của WETH á, thì nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này nè. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là register thôi, thì cái quỹ Aptos của các bạn nó sẽ tự động mở ra, và nó yêu cầu các bạn là cần trả một ít phí giao dịch nha, trả trả phí gas, đó là phí gas trả bằng token ABT nha các bạn. Đó là bên mạng lưới Aptos để các bạn là đăng ký contract của con token đó là WETH này nha. Thì ở đây mình sẽ không buy sang WETH, mình sẽ là mình sẽ buy sang con ABT luôn nhé, mình sẽ buy sang ABT luôn, khỏi cần đăng ký. Ok, thì ở đây mình sẽ buy khoảng là 0,001 đi nhé, Neuralink 0,002. Đợi mình tí nhé. Ok, cái lệnh của mình xuất kết rồi nè, qua rất là nhanh. Đợi mình tí mình lót lại nha, mình lót lại là nhiều khi nó bị lỗi ấy các bạn, nó không có thể hiện cầu. Ok, như vậy là bên mạng lưới Arbitrum thì đối với ETH thì nó không có cầu các bạn ạ. Để mình hình như là mạng lưới Arbitrum hiện tại nó chưa có cái pool nào để bên mạng lưới Arbitrum cả. Neurotor này nhé. Nói chung là nó không có cầu nào. Thì ở đây ok, thì ở đây mình sẽ chọn lại là Polygon nhé. Thì đối với bạn nào mà có tài sản bên BNB Chain thì chọn cứ BNB Chain hoặc là Polygon cho rẻ thôi nhé. Thì ở đây mình sẽ chọn là Polygon này. Thì trên ví MetaMask của mình cũng chuyển đổi sang mạng lưới Polygon nha. Ok, thì mình cũng vẫn giữ nguyên, thì bên Polygon thì mình sẽ chọn là Matic để mình chuyển nha, mình sẽ chọn là Matic, sau đó mình điền lại số lượng Matic thôi.
Ok, Matic có câu nha các bạn. Thì phí cũng khoảng là 1 đô nha các bạn. Phí khoảng là 1 đô mà thời gian nó rất là cao luôn. Một giờ này. Ok. Bên Polygon sang Aptos thì ấy nó khá thời gian nó khá là lâu luôn nha các bạn. Từ mạng lưới Matic mà sang mạng lưới Aptos á thì thời gian Bright khá là lâu. Các bạn lưu ý nhé. Đợi mình tới mình chuyển đổi sang mạng lưới BNB Chain thử xem sao nhé. Xem có câu nào nhanh không nhé. Ok thì bên mạng lưới BSC, bên mạng lưới BSC chuyển sang mạng lưới Aptos thì cái phí của nó khá là đắt nha các bạn, cái phí của nó khá là cao. Tuy nhiên thì cái thời gian của nó khá là ít nha, cái thời gian bỏ ra thành khoảng là 1 phút thôi nha. Đấy. Cái phí bên mạng lưới BNB Chain gần 3 đô lận các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ chuyển đổi sang mạng lưới Polygon đi. Bên mạng lưới Polygon đi. Mặc dù nó bỏ ra lâu nhưng mà phí nó rẻ nha. Ok thì bây giờ mình sẽ chọn là mạng lưới Matic chuyển sang mạng lưới Aptos thì token chuyển là mình sẽ chuyển mình chọn là Matic, mình chuyển sang là con token ABT ở bên mạng lưới Aptos. Ok thì ở đây mình sẽ chuyển đổi là khoảng là 0,1, 0,1 hình như cũng có câu các bạn ạ. Ok, 0,1 cũng có câu nha. Bạn nào mà có Matic thì cứ chọn Matic thôi. Thì thời gian khoảng là 1 giờ. Ok, mình sẽ chuyển là 0,5 đi. Ok thì khoảng 0,5 Matic thì bên mạng lưới Aptos mình sẽ nhận lại khoảng là 0,09 token ABT nha. Ok thì mình sẽ chọn cái câu đầu tiên luôn nha. Cái câu đầu tiên luôn. Sau đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là swap thôi. Rồi các bạn nhấn vào nút là confirm swap. Đợi mình tí nhé. Ủa mình có cái giao dịch gì nó đang pending các bạn ạ. À, mình có làm bên đấy. Cái mạng nó đang nghẽn rồi. Đợi mình tí nha. Các bạn đợi tí nhé, mình để xóa cái ấy ra. Ok thì sau đó chúng ta bright thôi nhá, nhấn vào nút swap này, confirm swap này. Ok sau đó thì các bạn xác thực ở trên ví thôi. Mạng Matic hiện tại đang nghẽn nha các bạn. Cái mạng Matic hiện tại đang bị nghẽn ấy. Như giao dịch nhiều á thì nó xác nhận hơi lâu ấy. Ok các bạn xác thực trả phí ở trên ví này. Bị fail rồi. Cái mạng Matic hiện tại đang bị nghẽn các bạn ạ.
Ok, mình xác nhận thử nhé. Ok, cái mạng Matic hiện tại đang bị nghẽn rồi. Ok thì các bạn cứ swap đi nhé. Sau khi các bạn swap xong thì các bạn ấy thôi nhé. Đợi mình lót lại thử xem một lần nữa xem. Cái mạng Matic hiện tại cái RBC đang bị lỗi các bạn ạ nha. Thì các bạn cứ, nếu mà bạn nào mà có chịu phí nhiều thì có thể là chọn bên BNB Chain nha. Đấy. Hoặc là Avalanche này, các bạn ấy thôi. Còn bạn nào muốn đợi lâu hơn thì có thể là chọn Polygon. Thì anh em cứ brai xong ấy. Thì anh em sau khi brai xong thì trong thời gian nó hiện ra chờ đợi ấy, thì anh em có thể công tắc được nha. Các bạn có thể là tắt app ấy nha. Thì các bạn tắt xong thì các bạn đợi khoảng 1 tiếng sau các bạn vào đây các bạn chết thôi nhé. Các bạn vào đây các bạn chết thôi. Thì sau các bạn bờ ra xong cái lệnh của các bạn hoàn thành xong ấy thì các bạn có thể là chết ở trên cái mục lịch sử này này nha. Ở trên chỗ địa chỉ với của bạn có mục lịch sử ấy, các bạn nhắn vào đây các bạn chết cái lệnh của các bạn thôi nha. Nó hiện ra complete có nghĩa là nó đã chuyển thành công sang cái mạng lưới đó của các bạn nha. Ok thì sau khi các bạn brai xong giữa chuỗi EVM với Aptos thì các bạn đợi 24 giờ sau thì nó sẽ tự động confirm cho các bạn thôi nha. Các bạn vào đây các bạn nhấn vào nút là verify. Ok thì sau khi các bạn nhấn vào nút verify xong thì sau khi những cái nhiệm vụ này đã hoàn thành xong ấy. Ok, còn đối với cái nhiệm vụ là vote to quit và tag ba người bạn này này thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là vote now này, sau đó nó sẽ dẫn các bạn đến cái bài viết của nó nha. Thì ở cái thì nó sẽ đưa ra cho anh em cái bài viết như thế này, thì anh em chỉ cần đó là tag thêm ba người bạn vào cái bài viết này thôi. Tát ba người bạn vào. Ok, sau đó các bạn nhấn vào phần là tweet chúng ta đăng lại. Thì sau khi đăng xong thì mọi người chỉ cần quay trở lại với cái gà xí này này. Các bạn nhấn vào nút là verify thôi. Đấy là xong nha. Còn hai nhiệm vụ này thì sau khi các bạn hoàn thành xong thì các bạn ngày mai các bạn query nha. 24 giờ sau các bạn query. Thì sau khi query xong thì các bạn vào đây các bạn chỉ cần sau khi các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn xong á thì nó sẽ yêu cầu các bạn là switch to Aptos, thì các bạn nhấn nút là switch to Aptos. Thì trước đó mình cũng đã hướng dẫn rồi nha. Trước đó mình cũng đã hướng dẫn mọi người là thêm cái địa chỉ ví của các bạn vào cái gà xí này rồi. Thì để thêm cái địa chỉ ví mình nhắc lại này, để thêm cái địa chỉ ví á, các bạn chỉ cần là connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn trước nha. Sau đó các bạn chọn vào avatar của các bạn này, sau đó các bạn chọn một setting. Rồi xin ký trên ví MetaMask. Thì trong cái phần setting này các bạn chỉ cần là chọn vào phần là wallet address. Rồi sau đó nó sẽ có cái nút là add network, thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là add network rồi các bạn chọn cho mình đó là ví Petra nha. Thì sau đó các bạn connect vào lại cái ví Petra ở bên mạng lưới Aptos vào đây thêm vào là xong thôi nha. Đấy. Thì sau khi các bạn thêm vào xong thì cái địa chỉ ví Aptos của các bạn nó sẽ hiện trong đây như thế này nha. Đây. Thì sau khi hoàn thành xong thì các bạn chỉ cần là quay trở lại các bạn claim thôi nha. Các bạn connect với lại cái ví MetaMask của các bạn trước, sau đó các bạn nhấn vào nút là switch to Aptos nha. Thì nó sẽ tự động chuyển sang mạng Aptos cho các bạn thôi. Rồi các bạn nhấn vào nút là claim. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút claim xong thì cái ví Petra của các bạn nó sẽ tự động mở ra và nếu cầu các bạn là app pro trả một ít phí giao dịch bên Aptos thì các bạn xác thực ở trên ví Aptos của các bạn thôi nha. Các bạn xác thực trả phí thì các bạn sẽ claim được cái này thôi nha. Ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào cái sự kiện Clam OAT Christmas đến từ là OmniSwap. Cái đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.